Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì chúng ta đã có những phiên bản RTX 4000 series được ra mắt. Thì cụ thể là những phiên bản 4090 và 4080. 4080 thì chúng ta sẽ có hai mã khác nhau. Thì những phiên bản khác thấp hơn thì sẽ được ra mắt thêm một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên trong ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận một chút về thông tin liên quan đến RTX 4090, phiên bản mà được rất nhiều người quan tâm. Thì phiên bản này sẽ có mức giá bán lẻ là $1,599. Thì so với RTX 3090 lúc mới ra mắt sẽ có mức giá loanh quanh khoảng chừng là $1,499, tức là tăng nhẹ $100. Vậy thì cái mức chênh lệch $100 đấy theo đánh giá của mình thì sẽ có rất nhiều thứ hay ho và đáng giá hơn. Bàn luận một chút về RTX 3090 đi. Thì 3090 có 10.496 nhân CUDA, xung nhịp loanh quanh khoảng 1.7GHz, 24GB RAM GDDR6X, 384 bit, 82 nhân RT Core và 328 nhân Tensor Core, và sở hữu trên tiến trình là 8 nanomet của Samsung và có 28,3 tỷ mỏng bán dẫn. Tuy nhiên, nếu như so với RTX 4090 thì 4090 có thông số nhỉnh hơn hẳn, khi cụ thể là có tới 16.384 nhân CUDA, 24GB VRAM GDDR6X, 128 nhân RT Core và 512 nhân Tensor Core. Nghe thôi thấy nó nhiều hơn rất nhiều. Và cái mẫu 4090 được sản xuất trên tiến trình là 4 nanomet của TSMC và có tới 76,3 tỷ mỏng bán dẫn. Nghe những thông số như vậy thôi thì chắc chắn thì RTX 4090 sẽ mạnh hơn rất nhiều khi so với RTX 3090. Thực tế ra thì với phiên bản 3090 hay là 4090 thì đều những phiên bản phục vụ cho nhu cầu làm việc và chơi game chứ không hẳn là thuần gaming. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa có một phiên bản sample nào cụ thể ở đây, thế nên mình sẽ dựa theo những thông số được chính Nvidia công bố. Còn khi nào mà mình có sản phẩm trên tay thì mình sẽ đánh giá được cái hiệu quả khi mà làm việc sẽ như nào. Xét trên khía cạnh gaming thì Nvidia cũng đã có cái công nghệ là DLSS 3.0. Còn DLSS là gì thì anh em có thể click vào bên trên nhé, hoặc là mình sẽ để link video dưới phần mô tả. Thì với công nghệ DLSS phiên bản đầu tiên thì mọi người đánh giá là chủ yếu là để sâu công nghệ là chính thôi. Tuy nhiên sang phiên bản 2.0 thì chúng ta đã có những cái bước nhảy về mặt FPS là vượt bậc rồi. Còn sang phiên bản 3.0, những cái thông số mà Nvidia đưa ra còn nhiều hơn thế nữa. Thì cụ thể theo các bảng thông số thì anh em có thể thấy được là RTX 4090 có thể nhỉnh hơn tối đa là 4 lần khi so với 3090. Thì về mặt thông số thì rất hay rồi, chúng ta nhìn là chúng ta biết sẽ nhỉnh hơn rồi. Tuy nhiên thì Nvidia lại không công bố chính xác là cái tựa game họ test hay là cái môi trường họ test là gì. Thì chúng ta chỉ biết được là ở đấy có công nghệ DLSS và sử dụng thêm công nghệ là Ray Tracing, tức là anh em nhìn được là RTX On. Và hai công nghệ này ấy, mặc dù là rất hay, thế nhưng chỉ có một số tựa game cụ thể thì hỗ trợ full cả hai tính năng đấy. Thế nên chúng ta sẽ đánh giá đây là một trong những hình thức gọi là để quảng bá hình ảnh. Tuy nhiên thì anh em cũng đừng quá lo lắng việc Nvidia đưa ra những thông số như vậy thì liệu khi chúng ta sử dụng có chính xác hay là không. Bởi vì là những cái sản phẩm họ đưa ra, Nvidia chủ yếu bây giờ anh em nhìn được là chắc chắn hiệu năng sẽ rất cao. Còn cao được như họ thì chúng ta phải chơi chính xác tựa game. Còn khi mà anh em chơi tựa game thuần túy, không có can thiệp gì cả, những tựa game không có DLSS hoặc là Ray Tracing, theo mình đánh giá, mặc dù không thể nào gấp được 4 lần, thế nhưng ít ra gấp cũng phải được khoảng 2 lần khi so với RTX 3090. Và chắc chắn sẽ là một trong những cái option để anh em có thể quan tâm, những cái streamer có thể mua về, chủ yếu là liên quan đến mực hình ảnh là chính. Tiếp theo nữa, một cái yếu tố khác liên quan đến cổng cấp nguồn. Những phiên bản mực ra mắt từ 3000 series ấy, Nvidia đã đưa ra một cái chuẩn không phải là chuẩn 6 pin, 8 pin mà tăng lên là 12 pin, tức là những cái chân tiếp xúc ấy đã khác rồi. Với những phiên bản 4090, một số những cái phiên bản được dò dỉ ở trên mạng thì cũng chuyển sang những cái tiêu chuẩn đấy, bởi vì sau 2 năm chúng ta đã sử dụng những cái chuẩn cũ rồi thì bây giờ cũng chuyển sang chuẩn mới. Khi mà chúng ta có những cái sản phẩm ra mắt như vậy thì bắt buộc một là trong vỏ hộp chắc chắn sẽ có cổng chuyển, và cái thứ hai nữa, những cái hãng sản xuất nguồn cũng sẽ phải đưa ra những cái tiêu chuẩn để sao cho phù hợp nhất với cái chuẩn mới của Nvidia. Chúng ta cũng cần bắt kịp theo xu thế mà. Ở đây một số những cái thông tin ngoài lề thôi, mình nghĩ anh em không quan tâm đâu. Chúng ta có PCIe Gen 4 này, chúng ta có PCIe Gen 5 ở trên mạng rồi, một số sản phẩm hỗ trợ rồi, một số những cái nơi khác, những cái sản phẩm khác anh em xem trên mạng ấy, còn Gen 6, Gen 7 thì RTX 4000 series
khả năng vẫn sẽ hỗ trợ PCIe Gen 4. Mình không nhớ rõ lắm đâu, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng về cái vấn đề hiệu năng, bởi vì PCIe Gen 4 vẫn có quá nhiều băng thông để sử dụng hết. Vậy thì anh em đánh giá sao những sản phẩm mới ra mắt của NVIDIA? Anh em đang ngóng chờ vào phiên bản nào? Thì đừng quên để lại ý kiến ở cái phần bình luận video. Hẹn lại anh em trong video sau.